Này người anh em, chúc mừng bạn đã đăng ký thành công buổi workshop online chia sẻ về tiếp thị giá cao. Người thành công luôn giữ cho mình một tinh thần học tập liên tục. Người giàu có và thịnh vượng luôn giữ cho mình một tinh thần và thái độ tìm kiếm những cơ hội mới để đưa doanh nghiệp và sự nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Trong buổi workshop tiếp thị giá cao này, bạn sẽ được nghe về cách mà rất là nhiều người Việt Nam hiện nay đang ngồi tại Việt Nam và bán hàng toàn cầu, bán hàng tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand và kiếm tiền đô về tài khoản ngân hàng của họ. Tôi ngồi tại Sài Gòn, mỗi năm tôi bán hàng ngàn đơn hàng cho người Mỹ, hàng ngàn đơn hàng cho người Anh, hàng ngàn đơn hàng cho người Canada và nhận hoa hồng từ quá trình này. Tôi cũng không phải là giỏi tiếng Anh, thậm chí các bạn không hề giỏi tiếng Anh, không hề biết gì tiếng Anh các bạn vẫn làm được. Hai năm qua tôi đã giúp cho hàng trăm bạn biết cách và thực hành làm thế nào để mua Việt Nam, bán hàng bên kia, bán cầu. Và nhiều học viên của tôi đã đạt doanh số trên 10.000 đô một tháng, thậm chí là trên 15.000 đô một tháng. Nhiều bạn học viên của tôi sau 3 tháng các bạn đạt doanh số trên 5.000 đô trong quá trình học, bán luôn, bán được hàng luôn trong quá trình mà các bạn đang học. Chỉ cần học 1 đến 2 tuần, thậm chí các bạn học vài ngày các bạn cũng có thể bắt đầu bán được đơn hàng. Và từ đó chúng ta tối ưu làm thế nào để bán được nhiều đơn hàng hơn. Nhiều học viên của tôi, các bạn chỉ cần làm 2 tháng là đã thu nhập, đã có doanh số trên Clickbank trên 6.000 đô, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu. Ok, trong cái buổi chia sẻ workshop online này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tiếp thị ở trên Clickbank và cách tiếp thị giá cao mà tôi và rất là nhiều người ở Việt Nam đang bán, đang kinh doanh và kiếm được rất là nhiều tiền thụ động mỗi ngày. Ok, tôi biết là bạn đang bận và có nhiều vấn đề trong cuộc sống, con cái, gia đình, kẹt xe, stress, sếp, nhân viên, vân vân. Nhưng tôi biết là bạn sẽ tham gia đúng giờ, đúng 6:45 Zoom sẽ được mở, bạn ngồi tại đó và 7:00 chương trình sẽ bắt đầu. Người bình thường đến đúng giờ, còn người thành công thì đến sớm hơn. Mã ID Zoom tôi đã gửi trong email cho các bạn rồi đó. Và các bạn có thể là tải Zoom về máy và chuẩn bị cho mình giấy bút để sẵn sàng tham gia chương trình và nhận nhiều giá trị trọn vẹn nhất trong 2 tiếng. Các bạn có thể sử dụng điện thoại và máy tính, tuy nhiên khuyến khích các bạn sử dụng máy tính để ở chương trình học tập hiệu quả hơn, dành trọn vẹn thời gian của mình, kiếm một không gian yên tĩnh nơi đó không ai có thể làm phiền các bạn, chuẩn bị một ly cà phê hoặc ly nước kế bên để học tập thoải mái nhất, tinh thần và trạng thái năng lượng cao nhất để đón nhận nhiều bài học nhất và nhận những cơ hội tốt nhất. Ở cuối buổi hội thảo, tôi sẽ có quà tặng đặc biệt dành cho tất cả các bạn tham gia buổi workshop online này, và tôi sẽ có phần giao lưu hỏi đáp trực tiếp với các bạn, chia sẻ nhiều hơn, rõ ràng hơn về Relax Marketing. Hãy chuẩn bị cho mình những câu hỏi để tôi có thể giúp bạn trả lời nha. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ, và một lần nữa chúc mừng bạn đã tham gia vào một cộng đồng Relax năng lượng và doanh số hàng đầu. Hãy học từ người giỏi nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình.